Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn này, ngày hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ gửi cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc sedan hạng C. Đó chính là chiếc xe Honda City ạ. Thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Honda City sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký cuối năm 2015 ạ. Đăng ký tháng 11 năm 2015 ạ. Và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Thưa với quý vị và các bạn, và biển số Hà Nội, biển số rất là đẹp đấy ạ. Chiếc xe chạy hơn 5 vạn km 2015, cho nên là cả một cái dàn lốp của nó còn nguyên. Thưa với quý vị các bạn nhé, đây là cái dàn lốp 2015 đấy ạ, đết lốp đấy ạ. Tuần thứ 37 năm 2015 đấy ạ. Đấy, đây là cái dàn lốp nguyên bản theo xe nhé, cả dàn lốp luôn ạ. Đến lốp ạ, 2015 ạ. Đây là cái phần ba đờ sốc trước của xe đây quý vị các bạn ạ. Đây là cái cặp đèn pha này, cụm đèn pha của xe này còn rất là mới, rất là sáng. Bên dưới đã được trang bị đèn gầm đầy đủ hết cả rồi, rất là đẹp luôn. Và cái nước sơn của bên ngoài cũng còn nguyên bản rất là nhiều đấy ạ. Nguyên bản sơn theo xe còn nhiều ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu này. Và gương chiếu hậu là gương gập điện rồi ạ. Khóa thông minh, bấm tay mở cửa. Về cái phần ngoại thất thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, không có xước sát gì nhiều đâu ạ. Xước sát thì cũng nhỏ nhỏ nhẹ, và chúng tôi cũng đã sơn xi dọn dẹp đánh bóng hết cả rồi. Cho nên bây giờ quý vị và các bạn mà mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi, sang tên nữa là xong ạ. Đấy, rất là mới luôn. Đăng kiểm thì rất là dài, đến hết năm 2021 cơ ạ. Đăng kiểm với đường bộ giống đi cùng nhau ạ. Đăng kiểm và đường bộ đều hết năm 2021 luôn. Rất là mới, rất là đẹp rồi ạ. Đây là cái phần ba đờ sốc sau của xe. Nhìn về phía sau thì quý vị và các bạn đã biết được xe cũng đã được trang bị camera lùi. Đây là cái phần camera lùi này. Bên dưới đó là cảm biến lùi, bốn mắt cảm biến lùi luôn ạ. Bốn mắt cảm biến lùi và cặp đèn hậu đây, quý vị các bạn thấy rất là mới đúng không ạ? Rất là mới và rất là sáng, chưa có xước sát hay là mờ gì đâu ạ. Rất là đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, ở cùng phân khúc chiếc xe Honda City này thì Toyota có dòng xe Vios cũng cùng phân khúc với chiếc xe này. Và ở miền Bắc mình thì là hay chạy Vios, dùng Vios làm xe chạy dịch vụ, chạy taxi. Nhưng ở miền Nam thì những chiếc xe này thì lại chuộng những cái dòng xe Honda City này nhiều hơn. Cho nên là miền Nam hay dùng những chiếc xe Honda City này để chạy taxi, chạy dịch vụ. Tại vì là giá thành của nó rất là rẻ mà chi phí thì lại ít ạ. Chi phí tức là tiết kiệm nhiên liệu ạ. Động cơ được trang bị là động cơ 1.5 lít cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu ạ. Chạy rất là hiệu quả và kinh tế ạ. Đấy, cho nên là ở miền Nam những chiếc xe mà Sài Gòn ấy là thường là những chiếc xe mà hay chạy dịch vụ ạ. Chiếc xe này thì được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chúng tôi cam kết thứ nhất là không chạy dịch vụ, không chạy taxi. Đấy, đây là cái điều mà chúng tôi cam kết ạ. Thứ nhất là không chạy taxi, không chạy dịch vụ. Thứ hai là nguyên bản ạ, máy móc nguyên bản ạ, không đâm đụng, không ngập nước ạ.
Và chiếc xe này thì xin phép quý vị và các bạn, chúng tôi đang chào bán với giá là 428 triệu đồng. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản. Vậy quý vị nào mà đang quan tâm chiếc xe Honda City 2015 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 85 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City 2015 này ạ. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất cũng như là những cái phần keo chỉ của chiếc xe này. Đầu tiên chúng ta xem về cái phần keo chỉ ở cánh cửa trước bên lái đã. Đây là cái cánh cửa mà sử dụng nhiều nhất đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên bản quý vị và các bạn ạ. Tất cả là những cái phần keo chỉ này là còn nguyên bản hết này. Cam kết là không bị đâm đụng, không ngập nước ạ. Và phần táp bi đây, táp bi rất là mới, rất là đẹp rồi. Đấy. Và xe thì cũng đã được trang bị là gương chiếu hậu là gương gập điện này. Đây là cái cụm điều chỉnh gương gập điện đây ạ. Và cảm biến lùi này, đầy đủ hết rồi. Vô lăng được tích hợp phím điều khiển âm thanh trên vô lăng này. Sang số thể thao trên vô lăng ạ. Đấy, có cả sang số thể thao trên vô lăng rồi. Về option của những chiếc xe này cùng phân khúc thì option có vẻ là tôi thấy là nó hơn cái xe Vios đấy. Và xe được sản xuất năm 2015. Đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Năm sản xuất là 2015 quý vị các bạn nhé. 2015 đấy ạ. Đấy. 2015 ạ. Ghế cũng đã được trang bị là ghế da rồi. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái ạ. Keo chỉ là cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Quý vị và các bạn thấy ạ, không mất một phân keo chỉ nữa đâu. Keo chỉ nguyên bản này, ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết này. Đấy. Và nội thất ở đằng sau này thì còn đẹp hơn đằng trước rất là nhiều, tại vì đằng sau này cũng ít người ngồi hơn. Đấy. Nội thất ở phía sau này ít người ngồi hơn. Và ở cái phân khúc 5 chỗ mà hạng B này thì Honda cũng đã trang bị cho chiếc City này là một cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đã có cửa gió điều hòa cho hàng phía ngồi phía sau rồi đấy ạ. Hơn hẳn những chiếc xe cùng phân khúc ở hãng khác ạ. Và xe đã được trang bị màn hình rất là lớn, đầu DVD, màn hình rất lớn, tích hợp camera lùi. Tích hợp camera lùi này. Đề nổ start top này. Và đồng hồ công tơ mét đây. Thưa với quý vị bạn, chiếc xe đã lăn bánh được 5.7 km rồi. Vô lăng cần số này, vô lăng thì cũng rất là đẹp. Cần số thì cũng rất là đẹp vì mới lăn bánh có hơn 5.000 chuẩn thôi. Cho nên là nó còn mới và còn rất là đẹp. Phần táp lô đấy ạ, cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ, rất là mới đấy ạ. Phần trần, đây là cái phần trần đấy ạ, cũng rất là sạch sẽ. Tại vì những chiếc xe như này mà không chạy dịch vụ mà lại giữ gìn thì nó còn mới còn đẹp. Chứ còn những chiếc xe mà chạy dịch vụ nhiều thì nó sẽ rất là xấu rồi ạ. Và đây là cái phần cốp sau của xe. Cốp sau của xe cũng có công tắc điện đây nhé. Cốp điện đấy. Đấy, có công tắc điện này. Camera lùi. Tất cả còn nguyên keo này. Ốc cốp cũng còn nguyên này. Keo chỉ xung quanh cái cốp này còn nguyên hết ạ. Từ keo chỉ cho đến là ốc ạ, còn nguyên bản hết ạ. Đấy, rất là sạch sẽ. Ở cái phân khúc sedan cho nên là cái cốp sau của nó rất là rộng, khác hẳn với những chiếc xe ở cái phân khúc hatchback. Và đây là táp bi cửa phía sau bên phụ ạ, cũng như vậy ạ, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết ạ. Táp bi thì cũng chưa xước sát gì cả. Rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Đây là cái táp bi cửa trước bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ.
tất cả là còn nguyên bản hết. Tablo rất là mới. Đây cái ghế da, đây là cái phần ghế da bên phụ ạ. Và cái phần đây là cái phần số khung số máy quý vị và bạn nhé. Đây là số khung số máy của xe này. Đó. Số khung, đây là cái số khung của xe. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City 2015 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít ạ. iVTEC rồi đây ạ. Động cơ của Honda thì rất là bền, nó cũng giống như động cơ của Toyota đấy quý vị các bạn ạ. Rất là bền và rất là tiết kiệm nhiên liệu, 1.5 số tự động ạ. Đấy, và cái phần mà quan trọng chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn ở chiếc xe này đó chính là những cái phần mà ốc cabo này. Đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị vào cái phần ốc cabo này. Keo chỉ này. Ốc cabo này, đến keo chỉ này. Tất cả là còn nguyên bản ạ. Từ ốc cabo đến keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Từ ốc mặt máy đến ốc chân máy tất cả là đều nguyên bản luôn ạ. Đấy, đây là xe thì cũng đã được trang bị cụm phanh ABS đây quý vị và nhá. Đây là cái cụm phanh ABS đấy. Và ốc mặt máy này còn nguyên bản và còn rất là mới. Đây là cái số máy này quý vị này. Vừa rồi là tôi cho quý vị bạn xem mà cái số khung, còn đây là cái số máy này. Thả ra bên dưới chung là cái số máy này. Đây ạ, chính là cái số máy đây ạ. Số máy của chiếc xe đây ạ. Và động cơ tôi đang để nổ máy đấy quý vị các bạn thấy. Thì rất là êm, không có tiếng về động cơ mấy đâu ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc là còn nguyên bản đây ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 428 triệu đồng. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City 2015 số tự động này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City 2015 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.